tiên bước vào Sài Gòn học, lúc đó em không có tiền, em phải lúc đó em nhớ là em đi vay ngân hàng được 10 triệu á, em cho em đi học và lãi với gấp luôn là em phải trả 17 triệu. Lúc đó cái kỷ niệm đó em rất là nhớ. Lúc nãy chị nghe em nói là ba cũng khó khăn, mẹ cũng khó khăn, thì tức có nghĩa là ba và mẹ em không sống cùng nhau à? Em nhớ không lầm là lúc đó em học lớp 3 là ba mẹ em là không có sống cùng nhau nữa. Trong ký ức của em là chưa bao giờ có một ký ức là ba mẹ và em là chung ăn chung ngủ, chưa bao giờ có. Qua từ thiện ở huyện Bắc Ái. Theo cái yêu cầu của khán giả yêu thích chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, khán giả có yêu cầu là rất là mong muốn được tìm hiểu về cái câu chuyện của Cú Đấm Thép TV và cũng muốn biết về cuộc sống của hai vợ chồng em như thế nào. Tại vì hai vợ chồng em là như là một cái hiện tượng bão mạng của xã hội vậy đó. Vậy thì bây giờ mình không nói về công việc đi, mình nói về cái cuộc sống hiện tại đi. Hiện tại thì sáng hai vợ chồng dậy, hai chồng làm gì nè, rồi một ngày của hai vợ chồng diễn ra như thế nào? Sáng thì thường là vợ em sẽ là người dậy sớm. Khoảng 5 giờ rưỡi là giờ em đã dậy rồi. Em thì ngủ rất là nướng. Có khi 7 giờ rưỡi, 8 giờ em mới dậy. Vợ em kêu em rất là nhiều, chắc hơn chục lần em mới dậy. Kêu nhiều quá cọc không? Dạ không đâu. Cứ ngày nào cũng dặn là sáng nhớ kêu, nhưng mà ngày nào cũng kêu cũng không dậy hết. Kêu hoài cũng vậy. Cái công việc mà để làm kênh YouTube á, là nó có chiếm nhiều cái khoảng thời gian ở trong ngày không? Tùy theo lịch, ví dụ như lịch hôm đó mình giúp một gia đình hay hai gia đình. Ví dụ như hai gia đình thì tụi em di chuyển chắc từ sáng tới chiều mới về tới nhà. Còn bữa nào một gia đình thì một hoàn cảnh thì có lẽ là đi một buổi. Thì thường xuyên diễn ra thì thường xuyên thì tụi em đi cả ngày mới về. Nhưng mà cái công việc này của tụi em là xuất phát từ đâu? Nói tới YouTube thì em làm cách đây cũng 2 năm rưỡi rồi. Đó, em làm công nhân, em ở trong nhà trọ. Một thời gian em chuyển qua làm vlog thì cũng chia sẻ cuộc sống công nhân đồ. Cái cuộc sống mà hàng ngày mình đi làm về mình làm cái gì á. Cuộc sống công nhân, xong một thời gian em thay đổi chủ đề là làm những cái vlog thử thách 24 giờ này kia đó. Rồi một thời gian sau nữa là em về quê, lúc đó em đạt 100.000 sub thì em hứa với bản thân em là khi nào mà đạt 100.000 sub thì em sẽ về quê luôn. Thì sau khi mà đạt đến 100.000 sub thì em nghỉ không làm công nhân nữa, thì em về quê hiện tại là cũng được hơn 1.5 năm rồi. Lý do tại sao mà em lại có cái suy nghĩ là đạt được 100.000 sub thì em đi về quê? Lúc em làm công nhân thì em nói luôn là lúc đó em chỉ làm công ty làm lớp xe, lương tháng chỉ có 5 triệu thôi. Trong 5 triệu đó thì em phải gửi cho đứa em gái em 2 triệu. Còn 3 triệu em chi phí nhà trọ, sinh hoạt cho bản thân em thì lúc đó nó vừa đủ. Bởi vì em muốn về quê để mình tập trung hơn. Mình không còn đi làm công nữa, mình tập trung mình chăm sóc cái kênh của mình. Thì có một cái chuyện xảy ra cũng rất là bất ngờ. Thì lúc em ở quê thì kênh YouTube em thì cũng 50-60 nghìn người đăng ký. Em có quay một cái nhân vật là ông lão trong nhà hoang 20 năm thất lạc gia đình. Thì em tình cờ hôm đó thì em có biết là ông ở trong nhà hoang đó. Xong vô tình là em quay được với ông là 3 cái video. Thì cái video nào cũng triệu lượt xem hết á. Vô tình người nhà gọi cho em nói là chắc chắn là cái người đó là người nhà mà 20 năm thất lạc. Từ cái video đó thì cái kênh em 100.000 sub thì nó nhảy lên đâu đó như là nhớ không làm là gần 300.000 sub. Thì lúc đó cái kênh em nó phát triển là từ lúc đó tới giờ luôn, em ở nhà luôn, em không có đi làm công nhân. Bây giờ em có kênh riêng không hay là em dùng kênh chung với lại Thép? Dạ em cũng có một kênh nhỏ riêng của em. Kênh của em là chuyên về cái gì? Dạ quay cuộc sống hàng ngày của em, của gia đình em. Khi mà mình bắt đầu mình làm cái kênh YouTube thì mình đã quen bạn này chưa? Lúc đó thì kênh YouTube em nhớ là lúc đó cũng được 80.000 người đăng ký. Thì lúc đó em quá trình em ở Bình Dương. Thì lúc đó Nhi là một cái người cũng chuẩn bị làm YouTube. Lúc đó Nhi đâu đó hình như là 200 người đăng ký sao. Nhi mới liên hệ với em. Lúc đó là Nhi kêu em bằng em.
Kêu em ơi, chị cũng đang làm YouTube. Trời ơi. Lúc đó là Nhi biết em là nhỏ tuổi hơn Nhi rồi. Em có thể nào giúp đỡ chị không? Lúc đó là em nói em vào kênh YouTube em xem, em nói à nhỏ này nhìn cũng được. Được là được chỗ nào, được chỗ nào? Thấy cũng dễ thương nhưng mà mắt mũi miệng chỗ nào được, chỗ nào em thấy được nói thiệt. Nói chung là em thấy có duyên, nhưng mà mặc dù hơi đen tí nhưng mà không sao. Lúc đó thì em cũng chưa có người yêu, thì em cũng hẹn Nhi đi đi xuống để gặp mặt, giao lưu uống cà phê đồ, chia sẻ kinh nghiệm. Thì lúc đó Nhi cũng từ Sài Gòn Nhi đi xuống Bình Dương gặp em, thì lúc đó hai đứa cũng chia sẻ kinh nghiệm, rồi lúc đó từ lúc đó là quen nhau tới giờ luôn, gắn kết với nhau tới bây giờ luôn. Và Nhi bây giờ lại là chính cái người mà hỗ trợ cho em rất là nhiều trong cái những cái công tác thiện nguyện nè, rồi những cái công việc mà quay rồi dựng rồi ý tưởng để phát triển cái kênh YouTube. Nhi bây giờ đang trong cái vai trò là kế toán, có nghĩa là chi thu cập nhật số tiền, với lại đi theo hỗ trợ em viết bài. Quên giới thiệu với chị thì hồi ngày xưa em học rất ngu, em học 2 năm lớp 6 em nghỉ luôn. Bởi vì cái những cái vấn đề về tính toán tiền bạc đồ thì là Nhi vậy là một hậu phương quá trời vững chắc rồi. Hồi cái lúc mà mình còn ở, mình làm công nhân á, mình ở nhà trọ, cái cuộc sống của em lúc đó chắc có lẽ là buồn lắm hả Thép? Lúc đó em ở với chung với ông chú, với lại một người anh nữa. Trong phòng trọ thì cũng có 3 người. Thì cuộc sống nói chung là nó quạnh hiu, nó buồn. Làm về là chỉ biết ngồi bấm điện thoại không, xong bắt đầu muốn tìm tòi làm YouTube đó, xong cũng bắt trước người ta làm. Ủa nhưng mà thật sự chị hỏi là ai chỉ cho em cái câu chuyện là làm YouTube vậy? Dạ không ai chỉ hết. Là tự mình quay thôi? Tự em tìm tòi trên YouTube á, rồi em học cách người ta làm thôi chứ không ai chỉ. Nhưng mà trước đây mình có cái sở thích là mình thích ghi lại những cái hình ảnh của mình đã đi qua không? Mình đã có cái sở thích đó chưa? Nói thật ra trước giờ nói về chụp hình hay là gì em rất là nhát luôn. Nói chung là rất là mặc cảm về cái bản thân mình á. Bởi vì em sao giờ đẹp trai mà. Ngày hồi nhỏ giờ em mặc cảm với bản thân em. Tại nhìn em cũng xấu, với lại em đi học 2 năm lớp 6 thì cũng có về mặc cảm về bản thân nên em cũng nghỉ học. Là thứ nhất là đầu em thì chỉ thấy trọc trọc vậy chứ. Ngày xưa là năm lúc đó em 12 tuổi thì em có cái bệnh rụng tóc. Bởi vì khi mà em đi học em đội nón, không có tóc thì tới bạn bè nó trêu chọc em á, thì em thấy em cũng mặc cảm nên thôi sẵn đó mình nghỉ luôn, không có muốn học. Còn bây giờ thì khác, bây giờ thì em cảm thấy nó rất là tự tin, em không thích để tóc nữa. Có mấy anh ở bên chương trình á, ảnh ghé thăm anh Thép ở bên nhà, thì anh nói là muốn cha mẹ nghe một số tâm sự của anh Thép. Tâm sự gì con? Nè, để em hỏi cho mẹ nghe. Mình nói chút xíu về cái sự cơ cực của mình đi. Tại vì lúc nãy khi mà chị nghe em chia sẻ về cái một cái giai đoạn là mình làm công nhân và mình cố gắng mình kiếm tiền để mình nuôi em mình đi học, em đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều để không có bật khóc ra, thì chị không biết là cái giai đoạn đó nó vì em nhớ lại cái thời cơ cực của mình, hay là vì một cái lý do nào mà em lại xúc động nhiều như vậy? Cái thời đó rất là cơ cực, bởi vì mỗi khi mà suy nghĩ tôi nói em. Lúc đó em mấy tuổi? Hình như là lúc mà em ở quê em vào Sài Gòn em làm, thì lúc đó em năm 18 tuổi. Em bước chân vào Sài Gòn em làm, thì lúc đó em làm công nhân, em làm phụ hồ, em làm bảo vệ, là em làm vệ sĩ, rồi lại quay về làm công nhân. Thì nói chung là quanh quẩn với cái công việc chân tay thôi. Chứ nói về học thức thì em thì chị cũng đã biết rồi, em nói là em học 2 năm lớp 6 rồi em nghỉ á. Bởi vậy xin vào những cái công ty mà mức lương cao thì cũng xin không có được. Nhà thì ba cũng rất khó khăn, mẹ cũng rất khó khăn ở một mình à. Thì không có nuôi được đứa em gái đi học. Đứa em gái học rất là giỏi thì em nói thôi em cứ học đi, rồi anh lo tới đâu hay đến đó. Em ngày đầu tiên bước vào Sài Gòn học, lúc đó em không có tiền, em phải ít. Lúc đó em nhớ là em đi vay ngân hàng được 10 triệu á. Em cho em đi học. Và lãi với gốc luôn là em phải trả 17 triệu. Lúc đó cái kỷ niệm đó em rất là nhớ. Lúc nãy chị nghe em nói là ba cũng khó khăn, mẹ cũng khó khăn, thì tức có nghĩa là ba và mẹ em không sống cùng nhau à? Em nhớ không lầm mà lúc đó em học lớp 3 là ba mẹ em là không có sống cùng nhau nữa. Em thì ở với ba, còn em gái thì ở với mẹ. Thời điểm đó ba mẹ
chia tay nhau, em có buồn? Dạ lúc đó em cũng buồn. Lúc đó em nhớ là lúc đó em rất là nhỏ, em ở với ba thì mẹ cũng có tới thăm em, thì cũng tới cũng có đôi lần tới thăm em mà em cũng rất là buồn, chung là nhớ mẹ. Cái tâm lý của mình lúc đó khi mà mình xa cha mẹ, mình có giận không? Lúc đó thì em nhớ là mình cũng nhiều khi cũng khóc hoài, cũng hỏi, nhiều khi cũng suy nghĩ, cũng ghét ba, hỏi sao mà ba với mẹ không có ở chung với nhau để con cái rồi cũng xa cách, cũng nhiều khi cũng ghét hoài. Thấy bạn bè có cha có mẹ rồi mà gia đình mình không có, thì nhiều khi mình cũng, lúc đó mình còn nhỏ thôi, nhưng mà mình đã có một cái tư tưởng là mình nhìn lên trời. Nhiều khi mình hỏi tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy rồi. Em lúc đó em ít nói lắm. Người em nói chung là rất ít tiếp xúc với ai. Cứ ăn ở rẫy rồi đi học rồi về là ở rẫy không. Nhưng mà thời điểm đó có bao giờ em nói với mẹ về những cái tổn thương tâm lý đó của em không? Tại vì nói với ba thì rất khó. Mà em có nói với mẹ không? Không, lúc đó em không nói. Từ nhỏ giờ cái tính của em sống rất là nội tâm. Cứ buồn thì buồn chứ không bao giờ nói với ba mẹ. Thậm chí bây giờ lớn rồi thì em cũng ít khi nào nói chuyện với ba. Buồn thì buồn vậy thôi chứ. Cái ngày mà xây cái nhà này lên, ba mẹ mừng không? Dạ thì ba mẹ cũng mừng. Em lúc đó em cũng nghĩ là chắc là mình cũng xây cho ba ngồi một căn nhà. Và em có dự định là sẽ xây một căn nhà cho mẹ nữa. Nhưng mà mẹ không đồng ý. Mẹ nói là cái căn nhà đó là kỷ niệm của mẹ, nên dù có như thế nào cũng không được sửa, không được xây nhà mới. Bây giờ mẹ ở một mình? Dạ, ở một mình trong cái căn nhà mà gọi là cũng cũ rồi. Nhiều khán giả cứ nói thép hoài xong đi làm thiện nguyện giúp đỡ biết bao nhiêu người mà để mẹ ở nhà cũ. Nhưng mà thật sự là mẹ em không có muốn xây nhà mới, cũng không có muốn thay đổi cái gì trong cái căn nhà đó. Có bao giờ nằm ở đây rồi trời mưa rồi mình nghĩ mẹ mình ở cái nhà nó cũ như vậy, nó có rất là nhiều cái nguy hiểm nó xảy ra, em có bị lo lắng không thế? Dạ thì ở vị trí nhà mẹ em thì rất là thấp, mưa bão hay lũ gì thì cũng nước đều lên 1 mét hết á. Thì cũng chạy ra, mỗi khi mưa bão thì em cũng chạy ra chạy vào để xem thử mẹ như thế nào, cũng chạy ra chạy vào vậy đó. Nhiều khi em cũng suy nghĩ, nhưng mà bây giờ chắc mình là không thay đổi được, không thay đổi được cái ý của mẹ. Thật sự nha Thép, chị muốn hỏi em một điều là cái điều gì mong muốn nhất của em ở thời điểm hiện tại ngoài cái công việc em làm thiện nguyện? Cố gắng mà suy nghĩ thì em vẫn chưa thấy cái hình ảnh ba với mẹ em mà ngồi chung ăn bữa cơm với nhau. Hình như nó đã quên rồi. Như là lúc đó nhỏ quá em không nhớ. Em cũng rất là thèm khi thấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà có đôi lời thì cũng nói lời với mẹ, nhưng mà mẹ nhất quyết không chịu. Thì em nhiều khi cũng buồn. Em cũng suy nghĩ là chắc là mẹ không có suy nghĩ được tâm lý của em. Thông qua chương trình này thì con cũng nói với mẹ là tất cả những gì bây giờ con đều có hết, con không thiếu thứ gì hết, chỉ thiếu một cái hình ảnh mà ba với mẹ với anh em ngồi chung ăn bữa cơm với nhau. Thì nhiều khi sau này lỡ con có chuyện gì con cũng rất là mắng. Trong ký ức của em là chưa bao giờ có một ký ức là ba mẹ và các em là chung ăn chung với nhau, chưa bao giờ có. Chị cũng xin chia sẻ với em về cái này mà không biết phải nói như thế nào nữa hết. Chỉ mong rằng là mẹ sẽ hiểu được. Ở đây là em sống với ba hả? Em sống với ba từ nhỏ. Em sống với ba ở nhà mới này là cũng vẫn sống với ba. Với lại đứa em gái. Vậy cùng thì cha khác mẹ. À vậy hả? Vậy thì bây giờ mình ăn cơm, mình mời ba nha, mình mời cả nhà. Dạ. Em mời chị Lan và tất cả khán giả vào nhà em dùng bữa cơm nha. Cô thương là nhỏ giờ lận mà cô nhắc ra đó cô không quên, mà bây giờ thì cô quên rồi, để cô quên để cô sống qua ngày chứ biểu cô khóc miết được cô không khóc đâu.
Sương, con mất khóc nữa, bây giờ là hết khổ rồi, hết buồn rồi, cái gì nó cũng qua hết rồi. Nhưng mà con khóc nữa. Con có thấy cái ước mơ của mình không? Ước mơ thì nó ước đúng rồi, nhưng mà kể nó đây, không sao. Con biết cô rất là thương con, cô rất là thương con, mình cũng rất là mong muốn cái điều đó, nhưng cái tổn thương của cô nó lớn quá hả cô? Cô thương con mà, cô mới ráng sống ở một mình. Chứ nếu cô không thương con thì cô không đi lấy chồng từ đâu rồi. Con không có xin cô là hàng gắn, nhưng mà con chỉ xin cô hết xây được một cái nhà đẹp lắm. Nhà khách đẹp lắm. Con có xây nhà thì quay lên TV cho mẹ thấy, thì cô mở cô thấy là con chỉ mong một lần là cô qua nhà, cô nhìn được cái thành tựu của con mà. Ừ, cô không đi đâu, không đi đâu. Người ta nói là chỉ con mà bập bẹ thì có cha có mẹ thì mừng. Thì thôi bây giờ con của cô nó đã lớn rồi, tiếng bập bẹ nó cũng không còn. Thì cô mong sao tuổi trẻ ngày nay đừng có để mà sự vợ chồng mà mất mỏ với nhau, mà để cho trẻ con nó rất là tạo. Cô xin là bao nhiêu đó là cô rất là mong ước. Cô xin cảm ơn con. Nếu mà cô đã quyết định như vậy rồi thì thôi, con chúc cô là một cái sức khỏe thật là tốt nè. Nhưng mà dĩ nhiên đây là cái điều mong muốn của con. Hy vọng được là 1-2 năm nữa, biết đâu cô có một cái sự thay đổi nữa. Cô qua bên nhà, cô dùng một bữa cơm. Thực sự ra là con không có mong cái sự hàn gắn thì thôi. Tại vì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Ở nhà thì thường xuyên qua đây với mẹ nha, mỗi ngày đi qua đây với mẹ chút xíu để coi mẹ như là lỡ gì cho mẹ đứa cháu đây, thả ở đây cho mẹ, thả ở đây cho mẹ trông cũng được. Đây cho mẹ trông. Thôi bây giờ chương trình thì vẫn phải quay tiếp tục, cho nên là con sẽ về con quay, cho nên là bây giờ con sẽ tạm biệt cô ở đây nha. Tạm biệt cô mà hẹn gặp lại nha. Con sẽ gặp lại cô. Cô ở đây nha. Ở giới thiệu chị Ngọc Lan, đây là ba em. Dạ, con chào dạ. Chú. Thôi thì bây giờ mời cả nhà đi, mình ăn cơm đi ha. Mời ba ăn cơm mà chị cũng coi. Dạ, mời cả nhà dạ, mời chú. Ăn không? Dạ. Chú ơi. Thôi em. Mình ở nhà mới không? Mình thích không? Khoái không? Sướng không? Thì nó cũng thích một tí. Nói chung mình nghĩ ở đâu cũng được. Bây giờ con cái nó có nhà có cửa mới thì mình cũng mừng cho nó. Thì mình cũng sống cực khổ, sống quen rồi. Chú có bao giờ chú nghĩ là thép mà nó sẽ thành công như ngày hôm nay không? Chắc là cũng như một giấc mơ. Bây giờ con nó thành đạt, bây giờ mình cũng rất là mừng. Có bao giờ thép làm cho chú buồn không? Cũng có chứ, mà cái nỗi buồn đó thì mình chôn giấu trong lòng, nhưng mình cũng nói ra. Do cái bệnh của nó, tự ái bản thân nó không học, nửa đường nó nghỉ, cũng buồn lắm. Cũng nhiều về nhà nói chuyện đó, năn nỉ đó. Rồi năn nỉ cũng được rồi, cũng la. Còn em quyết định là không học nữa. Anh chuyển qua làm đủ tất nghề. Rồi may mắn sao giờ gặp cái nghề YouTube này, được mọi người yêu thương. Rồi là nó đến bữa nay là tạm thời là cũng tạm ổn. Bây giờ là mình an tâm rồi đó ha. Con mình nó trưởng thành rồi. Nó có một cái cuộc sống riêng, có được một người vợ rất là yêu thương, rất là lo lắng cho con mình và lo lắng luôn cho cả cha mẹ hai bên. Con biết là chú có bao giờ chú thấy thép khóc chưa? Chứ con thấy đây là người đàn ông mà nhìn thì rất là bậm trợn, nhưng mà khi mà nói chuyện với thép rồi, tiếp xúc với thép, và ngày hôm nay chỉ có vài phút ngắn ngủi khi mà trò chuyện với thép thôi, thì con thấy đây là cái người đàn ông có cái tâm hồn nó bị tổn thương nhiều lắm. Thép rất là dễ xúc động khi mà nhắc về những cái kỷ niệm, những cái quá khứ của mình. Con không biết là chú có bao giờ chú cảm thấy là mình có cái sự gọi là thiếu sót về cái tinh thần dành cho con không? Như là mình thiếu sót cái điểm chính nhất là cái kinh tế. Dạ. Lúc trước nhà mình nghèo lắm. Dạ. Mình cũng bươn chải làm thuê làm mướn, làm những cái công việc hàng ngày ở nhà, không lo được đầy đủ cho con á, là cái thiếu sót lớn nhất. Có bao giờ chú thấy con mình nó buồn không chú? Có chứ. Mà con trai thường nó buồn nó giấu kín, như mình vậy, mình buồn mình giấu kín. Mọi người cứ nghĩ mà mình thế này thế nọ, nhưng mà mình không nói được. Thật sự ra thì ai cũng có một cái câu chuyện riêng hết. Từ sáng giờ con trò chuyện với lại thép thì con thấy được rằng là thép có một cái mong muốn rất là lớn, đó là mong muốn có một cái bữa cơm đầy đủ,
các thành viên trong gia đình. Thành viên ở đây là ai? Ba mình, mẹ mình, vợ mình, em mình. Thì đó là cái điều mong muốn nhất. Chú có thấu hiểu được cái mong muốn đó của Thép không? Tức là hiểu con đó. Nhưng mà cái câu chuyện nó đã lâu lắm mà nó gợi lại cho mình. Bữa nay là hơn 20 năm rồi. Mà có chuyện nếu mà kể nó rất là dài. Vì đủ cho nó qua đi. Dạ. Vì thì đến nó sẽ đến. Dạ. Bây giờ mình nói tới chuyện tương lai đi. Cái dự định trong năm mới của hai vợ chồng là như thế nào? Thấy là tình hình dịch nó cũng hơi bớt. Họ cho đãi vài trăm khách rồi. Thì trong tương lai sẽ vài tháng nữa sẽ tụi em sẽ tổ chức đám cưới. Rồi tụi em sẽ chắc là nghĩ mình sẽ có con. Tại giờ tuổi cũng 27, 28 tuổi rồi. Có con xong. Về công việc của em thì em đang hướng tới một cái chương trình là chuyến xe không đồng. Thì chắc có lẽ là những chuyến xe không đồng sắp tới. Em đang làm ở chuyến xe số 7 rồi. Thì em rất là mong muốn trong tương lai của em này sẽ chở những chiếc xe không đồng lên vùng cao. Những chiếc xe chở qua không đồng đó chị. Hay quá. Chắc có lẽ là sắp tới thì nếu mà có đủ duyên á thì chị xin được góp một góp mặt, góp công, góp sức, góp tiền một chút xíu để mà phụ với tụi em, chung tay với tụi em. Đây là cái duyên và chị tin và chị mong muốn một điều rằng là cái công việc của tụi em nó càng ngày nó càng tốt. Em sẽ làm được nhiều hơn nữa, sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà nói gì nói mình cũng phải cố gắng giữ sức khỏe của mình. Tại vì khi tụi em khỏe thì tụi em mới đi giúp đỡ cho người khác được. Nghe không? Em có muốn nói gì về khán giả, về những người mà em đã từng yêu thương, những người mà em đã từng giúp đỡ hoặc là những mảnh đời khó khăn thì em có thể chia sẻ với lại khán giả? Trước nhất thì em cũng thật sự rất là bất ngờ. Đến nỗi mà mình nằm mơ mình cũng không tin nổi là ngày phút này mình ngồi chung với chị Ngọc Lan. Thì lúc trước còn nhỏ thì Thép cũng hay xem phim của cũng có chị xuất hiện trong phim. Thì cái hình ảnh đó rất là quen thuộc. Thì hôm nay thì gặp chị rất là hân hạnh luôn. Em cũng không ngờ tới đâu. Rất là cảm ơn tất cả những mạnh thường quân. Thứ nhất là mạnh thường quân đã đồng hành cùng em tài trợ những cái chuyến xe không đồng và những cái hoàn cảnh rất khó khăn. Và đầu tiên thì em cũng phải cảm ơn ba mẹ em trước. Bởi vì ba mẹ là người sinh mình ra, nuôi lớn mình, dạy dỗ mình. Bây giờ nên người là cũng nhờ ba mẹ trước. Rồi cảm ơn tất cả những người đồng đội mình và vợ mình đã luôn đồng hành, giúp cho mình những cái chuyến thiện nguyện được tốt hơn. Cảm ơn tất cả những quý mạnh thường quân và tất cả khán giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Thép trong thời gian qua. Cảm ơn em.